trưởng đoàn do bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội vào kính viếng. Đồng thời, phái đoàn cũng dâng vòng hoa kính viếng của ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cũng như Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội do ông Phạm Tiến Dũng, trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội vào kính viếng trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đang đứng trước linh đài giác linh Đức trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phái đoàn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn thắp hương kính viếng. Chọn đời mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh ở cõi thế gian, đề nghị phái đoàn lắng lọng tâm tư, dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, xin trân trọng kính mời phái đoàn trang nghiêm nhiễu quanh kim quan để tiễn biệt giác linh cố trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần cuối cùng và trở về bàn thư ký ghi đôi dòng lưu bút vào sổ tang. Kính thưa phái đoàn, không thần thông phép lạ, chẳng mật ngữ linh phù, chỉ nhất tâm khổ hạnh công phu, bốn chúng thầy trang nghiêm khể thủ. Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ sinh năm 1917, trải qua 105 năm khắc tích ở cõi đời và 85 năm mùa xuân tùy hành Phật sự tại nhân gian. Trên nhiều cương vị lãnh đạo của giáo hội, Đức trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, làm tốt đạo trong đời, nâng đời nên cõi đạo. Để rồi thân huyễn hoặc, Ngài đã trở về với Niết Bàn vô chung bất diệt, cảm niệm ân đức sâu dày của một bậc lão tăng. Hôm nay phái đoàn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và Ban Tổ chức được đón vòng hoa của ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, và nõn hoa của ông Phạm Tiến Dũng, trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội. Thay lời Ban Tổ chức lễ tang, xin trân trọng cảm ơn phái đoàn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và gửi lời cảm ơn tới Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng. Nguyện cầu giác linh Ngài gia hộ cho quý vị bốn đại điều hòa, gia đình được an vui và hạnh phúc, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển quê hương, phát triển đất nước. Trong khi tiếp đón quý vị, không sao tránh khỏi những sơ thất, Ban Tổ chức xin được lượng thứ. Sau khi quý vị đặt vòng hoa, thắp hương kinh viếng và ký sổ tang, trân trọng kính mời quý vị trở về khách đường
ban tổ chức xin được tiếp đón.